Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố khả năng Nga và Ukraine đàm phán chưa được tính đến Đồng rút lao dốc, người Nga hoảng loạn đổ xô để rút tiền khỏi ngân hàng Rò rỉ tài liệu của Hoa Kỳ cho thấy người Nga lo sợ về một cuộc phản công của Ukraine Giao tranh quyết liệt ở trung tâm Mút. Nga dồn quân vào đúng chỗ Ukraine bay sẵn máy xe thịt. Cơn cảnh tên lửa Hoa Kỳ rượt đuổi bắn nổ cơn kích Nga trên bầu trời Bạch Mốt. Pháo binh Ukraine dồn dập khai hỏa, trút mưa hỏa lực, xóa sổ nhiều cứu điểm của Nga ở thành phố Liman. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTV News. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố khả năng Nga và Ukraine đàm phán chưa được tính đến. Kính thưa quý vị, trả lời phỏng vấn tập đoàn truyền thông Đức Funk Media Group vào ngày 7 tháng 4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho hay khả năng đàm phán giữa Nga và Ukraine hiện chưa được tính đến. Ông Blinken nhấn mạnh, Moscow cần thể hiện thiện chí sẵn sàng tham gia đối thoại mang tính xây dựng, với mục tiêu đạt được hòa bình công bằng và lâu dài. Theo ông Blinken, mặc dù ý tưởng về một lệnh ngừng bắn có thể hấp dẫn, nhưng điều này sẽ không góp phần tạo nên hòa bình công bằng và lâu dài. Nếu nó đồng nghĩa với việc phê chuẩn quyền kiểm soát của Moscow đối với các vùng lãnh thổ mà Nga mới sắp nhập sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đồng rút lao dốc, người Nga khoảng loạn đổ xô đi rút tiền khỏi ngân hàng Tại Nga, hàng dài người xếp hàng tại các văn phòng đổi tiền do đồng rút mất giá mạnh. Sự hoảng loạn dường như đang lan rộn trong các công dân Nga trong bối cảnh đồng rút mất giá nhanh chóng. Đồng đô la trên sàn giao dịch Moscow lần đầu tiên tăng trên 83 rút trong một năm và đồng euro vượt quá 90 rút, dẫn đến sự xuất hiện của hàng dài dòng người đợi gần các văn phòng đổi tiền ở các thành phố của Nga. Do đó, kênh Telegram Ukraine 365 đã xuất bản một video về một hàng dài người xếp hàng gần một trong những sàn giao dịch ở San Petersburg. Những người chứng kiến cho biết đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh xếp hàng dài như vậy. Petersburg, trong bối cảnh tăng trưởng của đồng đô la và đồng euro, người Nga đã chạy đến những người đổi tiền để thoát khỏi đồng rút. Đồng rút kết thúc tuần đầu tiên của tháng 4 với mức giảm mạnh nhất kể từ cuối năm ngoái, Lý do cho sự sụp đổ của đồng tiền Nga là dòng vốn đang tăng lên do các nhà đầu tư nước ngoài rời khỏi Liên bang Nga. Đặc biệt, áp lực lên đồng rút càng tăng khi có thông tin tập đoàn Shell có thể rút 95 tỷ rút khỏi Nga sau khi rút khỏi dự án dầu khí Sakhalin 2. Đáng chú ý là sự sụp đổ của đồng rút xảy ra trong bối cảnh giá dầu tăng do quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC Cộng. Tuy nhiên, các nhà phân tích tài chính lưu ý rằng, hiện tại giá vàng đen không phải là điều tối quan trọng đối với tỷ giá hối đoái, mà là tâm trạng trên thị trường ngoại khối. Họ đánh giá trạng thái cảm xúc hiện tại của thị trường là gần như hoảng loạn và dự đoán giá đồng đô la sẽ tăng lên 9% Forbes viết, nhớ lại rằng kể từ đầu năm, đồng rớt đã giảm 15% so với đồng đô la và so với các đồng tiền châu Âu và Trung Quốc, mức giảm này là 18%. Về tỷ giá giảm, chỉ có đồng tiền của Zimbabwe và Iran kém hơn đồng rớt, Trước đó có thông tin cho rằng, đồng rút đang ngày càng phụ thuộc vào đồng nhân dân tệ và chính sách kinh tế của Trung Quốc. Rò rỉ tài liệu của Hoa Kỳ cho thấy người Nga lao sợ về một cuộc phản công của Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh cho biết, các blogger của Nga đã phản ứng với sự lo lắng, suy đoán về việc rò rỉ các tài liệu quân sự mật của Hoa Kỳ và NATO về cuộc chiến ở Ukraine, cho thấy họ tiếp tục lo sợ về viễn cảnh Ukraine sẽ phản công trong tương lai. Bất kể tính xác thực của các tài liệu được cho là bị rò rỉ, phản ứng của các blogger Nga đối với câu chuyện của New York Times làm nổi bật nỗi sợ hãi về các cuộc phản công trong tương lai của Ukraine, tràn ngập không gian thông tin ủng hộ chiến tranh của Nga. Do đó, câu chuyện của New York Times phải phơi bày một điểm đáng lo ngại trong không gian thông tin của Nga và các phản hồi đối với các tài liệu cho thấy rằng các blogger Nga có thể đang ngày càng xem xét lại tính hợp lệ của các đánh giá và suy đoán của chính họ về bất kỳ cuộc phản công tiềm năng nào của Ukraine và khả năng dự đoán của họ. Các hoạt động của Ukraine vì nghiên cứu chiến tranh lưu ý rằng một số blogger nổi tiếng của Nga đã ngay lập tức bác bỏ tính hợp lệ của các tài liệu và cho rằng chúng là giả mạo. Họ tập trung vào khả năng các tài liệu được công bố là hành vi tung tin giả nhằm gây nhầm lẫn và đánh lừa Bộ Chỉ huy Quân sự Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh cũng chú ý đến tuyên bố của nhà phân tích Arit Toller của Bellingcat, người đã lưu ý rằng các tài liệu được lưu hành trực tuyến sớm nhất là vào ngày 4 tháng 3, và vẫn chưa rõ tại sao các tài liệu này lại đến được với các phương tiện truyền thông chính thống của phương Tây hơn một tháng sau đó. Giao tranh quyết liệt ở trung tâm Bạc Mất, Nga dùng quân vào đúng chỗ Ukraine bày sẵn máy xây thịt các trận chiến chính giành bắt mất đã diễn ra ở trung tâm thành phố. Nhưng hiện tại, vấn đề về nguy cơ bị bao vây đã được loại bỏ, chuyên gia quân sự Oleg Gidanov chia sẻ vào ngày 8 tháng 4. Theo ông, những người chiếm đóng đang gây sức ép từ ba phía. Trên mỗi con đường bị chiếm đóng, họ tập hợp một lực lượng dự bị. Chuyên gia Gidanov bình luận, tình hình ở đó rất khó khăn, tôi sẽ không nói rằng họ có thể đánh bại Ukraine theo bất kỳ nghĩa quân sự nào, họ đang đẩy đám đông đang tiến về phía súng máy của Ukraine. Họ chỉ đang đẩy người vào máy xay thịt mà Ukraine rất yêu thích. Chuyên gia lưu ý rằng, chính trung tâm Bakhmut đã trở thành chướng ngại vật đối với lực lượng Wagner và quân đội chính quy của Nga. Shilinov làm rõ, người Ukraine đang giữ nó khá thành công, vấn đề Nga không thể bao vây cho đến ngày nay. Quân phòng thủ Ukraine đang ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào của kẻ thù nhằm tiến lên từ phía Bắc hoặc từ phía Nam. Chuyên gia Sidernop cũng nói thêm rằng, tại khu vực Marinka và Avdiivka, quân đội Ukraine dường như đang cải thiện vị trí chiến thuật của mình. Chúng tôi đang phản công và khá tốt, có rất nhiều tiếng hú hét từ công chúng Nga, đến mức họ đang buộc phải rút lui ở một số khu vực. Những người bảo vệ Ukraine đã đẩy lùi hơn 40 cuộc tấn công của kẻ thù ở các hướng Liman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka trong ngày qua. Ngoài ra, kẻ thù đang cố gắng kiểm soát hoàn toàn thành phố Bắc Mất, những trận chiến ác liệt đang diễn ra ở đó. Theo Bộ Tổng tham mưu, trên các hướng Zaporizhia và Kherson, địch tiếp tục củng cố các tuyến và vị trí phòng thủ khi đẩy mạnh xây dựng công sự. Cận cảnh tên lửa Hoa Kỳ rượt đuổi bắn nổ cường kích Nga trên bầu trời Bắc Mất Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một cường kích Su-25 của Nga tại Donetsk. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 7 tháng 4 tuyên bố, đơn vị phòng không của nước này đã bắn hạ một cường kích Su-25 của không quân Nga tại khu vực Marinka ở Donetsk. Trong đoạn video được công bố cùng ngày, máy bay Nga đã phát nổ sau khi trúng hỏa lực phòng không Ukraine. Phi công đã nhảy dù thành công trước khi cường kích Su-25 SO và chạm với mặt đất. Theo một số nguồn tin, cần kích SU-25 từ Nga Tamarinka đã bị bắn hạ bởi một tên lửa phòng không phát phai của quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố trên của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. SU-25 là máy bay được thiết kế với nhiệm vụ tấn công trực tiếp và hỗ trợ cận chiến, và nó có tốc độ tối đa khoảng 956 km h và trần bay 6.700 m. Ngoài một khẩu pháo 2 nòng 30 ly với 250 đạn pháo, SU-25 có thể mang hơn 4 tấn đạn dược, bao gồm tên lửa, rocket, bom điều khiển và không điều khiển, thậm chí cả pháo bổ sung. Nó được trang bị các tấm thép và titan dày từ 6mm đến 25mm xung quanh bụng lái. Các bộ phận của thân máy bay và cánh cũng như các bình nhiên liệu nhờ lớp giáp này mà SU-25 được mệnh danh là xe tăng bay. Trong cuộc chiến tại Ukraine, Nga thường sử dụng cần kích SU-25 trong các nhiệm vụ cần chiến, cường kích Nga thường đi theo cặp và có trực thăng quân sự yểm trợ. Là một cần kích với nhiệm vụ tấn công các mục tiêu của Ukraine trên mặt đất, máy bay Su-25 của Nga phải đương đầu với nhiều thách thức, đặc biệt là từ các hệ thống tên lửa phòng không phát phai mà phương Tây đã viện trợ cho Ukraine. Vì vậy, tại Ukraine, quân đội Nga đã trang bị cho một số cần kích Su-25, SM-3, hệ thống tác chiến điện tử Vitesse-25, Hệ thống tác chiến điện tử Vitex 25 được thiết kế và phát triển bởi Viện Nghiên cứu Ekran có trụ sở tại thành phố Samara, Nga. Hệ thống này được sử dụng với mục đích bảo vệ các máy bay chiến đấu và trực thăng của Nga khỏi mối đe dọa từ các tên lửa dẫn đường và tên lửa phát phai của đối phương thông qua các cơ chế gây nhiễu quan học và điện tử. Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga nhận định về ưu điểm của VSBSK các hệ thống VSBSK này được đặt trong các thùng chứa ở khu vực mũi của cường kích Su-25 SM-3. Trước đó, chúng đã được thử nghiệm trên trực thăng K-25 tại chiến trường Syria, và tại đây, không một trực thăng K-25 nào của Nga bị bắn hạ bởi các tên lửa vắt vai của quân khủng bố. Pháo binh Ukraine dồn dập khai hỏa chút mưa khỏa lực xóa sổ nhiều cứ điểm nga ở thành phố liman các binh sĩ của ukraine vào ngày 7 tháng 4 đã khai hỏa lựu pháo từ một khu rừng gần liman ở phía bắc của khu vực donetsk miền đông của nước này quân đội ukraine đã giành quyền kiểm soát liman trong cuộc phản công đầu tiên ở miền đông vào tháng 10 năm 2022 chỉ huy đơn vị pháo binh của ukraine anh victor 27 tuổi cho biết việc sử dụng lựu pháo rất thuận tiện nó cho phép các binh sĩ cơ động trên chiến trường chúng tôi có thể nhanh chóng di chuyển vào vị trí của mình, nhanh chóng nhắm mục tiêu và khai hỏa sau đó rời đi. Vì vậy, đối phương không thể phát hiện và đáp trả chúng tôi. Olesan, một chỉ huy pháo binh khác cho biết, đây là đơn vị chuyên nghiệp được trang bị vũ khí hiện đại, kinh nghiệm chiến đấu và động lực chiến đấu trong đơn vị này tốt hơn nhiều đơn vị khác. Theo anh Olesan, Nga đã tăng cường tấn công pháo binh vào mặt trận Liman trong những ngày qua nhắm vào các cứ điểm của Ukraine. Trong nhiều tháng qua, lực lượng Ukraine đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công của lực lượng Nga ở phía Đông, tập trung vào thành phố Bakhmut, cách Lyman khoảng 45 km về phía nam. Khi áp hy vọng các lực lượng của họ có thể tiến hành cuộc phản công trong thời gian tới để giành lại những vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btva.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ hdnews News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.